Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bốn pháp vi diệu. Này các tỳ kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nào là bốn? Phần lớn quần chúng ưa thích chấp thủ, thích thú khi chấp thủ, hoan hỷ khi chấp thủ. Nhưng khi Như Lai giảng pháp không chấp thủ, quần chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe và cố gắng hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. Khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Phần lớn, quần chúng ưa thích kiêu mạn, thích thú khi kiêu mạn, hoan hỷ khi tỏ ra kiêu mạn. Nhưng khi Như Lai giảng pháp diệt trừ kiêu mạn, quần chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe và cố gắng hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. Khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Phần lớn, quần chúng ưa thích lăng xăng, vui thích khi lăng xăng, hoan hỷ khi lăng xăng. Nhưng khi Như Lai giảng pháp an tịnh, quần chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe và cố gắng hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện, khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Phần lớn chúng sanh sống vô minh, bị vô minh che mờ, bị vô minh trói buộc. Nhưng khi Như Lai giảng pháp diệt trừ vô minh, quần chúng mong ước được nghe, lắng tai nghe và cố gắng hiểu. Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện khi có sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Vị ngọt, sự nguy hiểm, sự vượt thoát. Trước khi ta giác ngộ. Này các tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi ta còn là một Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Cái gì là vị ngọt của thế gian? Cái gì là sự nguy hại? Cái gì là sự vượt thoát thế gian? Rồi ý tưởng này khởi lên trong ta. Bất cứ những gì mang lại vui thích, khoái lạc ở thế gian là vị ngọt của thế gian. Thế gian là vô thường, bị ràng buộc với khổ đau và phải chịu biến hoại. Đó là sự nguy hại của thế gian và đoạn trừ, từ bỏ mọi ham muốn dục vọng của thế gian, chính là sự vượt thoát thế gian. Này các tỳ kheo, bao lâu ta chưa trực tiếp biết được như thật vị ngọt của thế gian là vị ngọt, sự nguy hại của thế gian là nguy hại, và sự vượt thoát của thế gian là vượt thoát. Cho đến lúc này, ta chưa tuyên bố là đã giác tri được vô thượng chánh đẳng giác trong thế giới với chư thiên và phạm thiên, trong quần chúng này với sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người. Nhưng khi ta đã trực tiếp biết được như thật tất cả các pháp này, ta mới tuyên bố là đã giác tri được vô thượng chánh đẳng giác trong thế giới với chư thiên, ác ma và phạm thiên, trong quần chúng này với sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người. Tri kiến này đã khởi lên trong ta, tâm giải thoát của ta là bất động. Đây là đời sống cuối cùng, nay sẽ không còn tái sanh nữa. Ta lên đường đi tìm cầu. Này các tỳ kheo, ta lên đường tìm cầu vị ngọt của thế gian. Ta đã tìm thấy bất cứ vị ngọt nào có mặt ở thế gian. Ta đã thấy rõ ràng với trí tuệ vị ngọt trải rộng đến mức độ nào trong thế gian này. Ta lên đường tìm cầu sự nguy hại của thế gian. Ta đã tìm thấy bất cứ sự nguy hiểm nào có mặt ở thế gian. Ta đã thấy rõ ràng với trí tuệ sự nguy hại trải rộng đến mức độ nào trong thế gian này. Ta lên đường tìm cầu sự giải thoát thế gian. Ta đã tìm thấy bất cứ sự giải thoát nào có mặt ở thế gian. Ta đã thấy rõ ràng với trí tuệ sự vượt thoát trải rộng đến mức độ nào trong thế gian này. Này các tỳ kheo,
nếu không có vị ngọt ở thế gian thì chúng sanh đã không tham đắm thế gian này. Nhưng bởi vì có vị ngọt ở thế gian nên chúng sanh tham đắm thế gian này. Nếu không có sự nguy hại ở thế gian thì chúng sanh đã không nhàm chán thế gian này. Nhưng bởi vì có sự nguy hại ở thế gian nên chúng sanh nhàm chán thế gian này. Nếu không có sự vượt thoát thế gian thì chúng sanh đã không thể vượt thoát thế gian này. Nhưng bởi vì có sự giải thoát thế gian nên chúng sanh có thể vượt thoát thế gian này. Đánh giá đúng đắn đối tượng của dính mắc. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn đang cư ngụ tại thành Xá Vệ Sa Vắt Thi, ở khu rừng Kỳ Đà Chê Ta thuộc vườn cấp cô độc Ananta Bindika. Lúc ấy vào buổi sáng, một số tỳ kheo đắp y cầm bát đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Rồi các vị tỳ kheo ấy suy nghĩ, vẫn còn quá sớm để đi khất thực tại thành Xá Vệ, có lẽ chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Thế rồi các tỳ kheo đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo và trao đổi những lời hỏi thăm với các du sĩ. Khi cuộc nói chuyện xã giao đã xong, các tỳ kheo ngồi xuống một bên, các du sĩ nói với họ rằng: Này các hiền hữu, Sa môn Gotama mô tả sự hiểu biết trọn vẹn về các dục lạc giác quan, và chúng tôi cũng vậy. Sa môn Gotama mô tả sự hiểu biết trọn vẹn về các sắc pháp, và chúng tôi cũng vậy. Sa môn Gotama mô tả sự hiểu biết trọn vẹn về các cảm thọ, và chúng tôi cũng vậy. Này các hiền hữu, vậy ở đây có sự khác biệt nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa giáo pháp và những lời giáo huấn của Sa môn Gotama và chúng tôi? Các tỳ kheo ấy không chấp thuận, cũng như không phản đối những lời hỏi của các du sĩ. Các tỳ kheo không nói gì cả, chỉ đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ đến trình bày với Thế Tôn để hiểu ý nghĩa những lời nói này. Khi các tỳ kheo đi khất thực ở thành Xá Vệ và đã trở về, sau khi ăn xong, các vị ấy đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên, và bạch với Thế Tôn về những gì đã xảy ra. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, những người du sĩ ngoại đạo nói như vậy cần phải được hỏi lại như thế này. Này các hiền hữu, nhưng thế nào là vị ngọt? Thế nào là sự nguy hại? Thế nào là sự vượt thoát các dục lạc giác quan? Thế nào là vị ngọt? Thế nào là sự nguy hại? Thế nào là sự vượt thoát các sắc pháp? Thế nào là vị ngọt? Thế nào là sự nguy hại? Thế nào là sự vượt thoát các cảm thọ? Nếu các du sĩ ngoại đạo được hỏi như vậy, họ sẽ không trả lời được. Và hơn thế nữa, họ sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì sao vậy? Bởi vì đó không phải là lãnh vực của họ. Này các tỳ kheo, ta không thấy ai trong thế giới này với chư thiên, ác ma và phạm thiên, trong quần chúng này với các sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người, mà có thể cho câu trả lời thỏa đáng ngoại trừ Như Lai hay các đệ tử của Như Lai, hoặc những ai đã từng được học hỏi các vị ấy. Các dục lạc giác quan. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt thuộc các dục lạc giác quan? Này các tỳ kheo, có năm pháp làm tăng trưởng các dục lạc giác quan. Thế nào là năm? Các sắc pháp do mắt nhận biết, đáng được mong ước, được khao khát, dễ chịu, đáng yêu thích, liên kết với sự ham muốn thuộc giác quan. Khêu gợi sự thèm khát, âm thanh do tai nhận biết, mùi thơm do mũi nhận biết, hương vị do lưỡi nhận biết, các đối tượng của xúc chạm do thân nhận biết, đáng được mong ước, được khao khát, dễ chịu, đáng yêu thích, liên kết với sự ham muốn thuộc giác quan, khêu gợi sự thèm khát. Đó là năm pháp làm tăng trưởng các dục lạc giác quan. Như vậy, khoái lạc và niềm vui phát sinh tùy thuộc vào năm pháp làm tăng trưởng các dục này,
là vị ngọt thuộc các dục lạc giác quan. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan? Ở đây này các tỳ kheo, đối với các kỹ năng mà một người trong bộ tộc làm nghề sinh sống, dù là kiểm tra, kế toán, tính toán, làm nông trại, buôn bán, chăn nuôi, bắn cung, phục vụ hoàng gia, hay bất cứ ngành nghề nào có thể được, người ấy phải đương đầu với nóng lạnh, bị thương tổn do tiếp xúc với ruồi, muỗi, gió, nắng và những loài bò sát. Người ấy có nguy cơ bị chết đói hay chết khát. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do các dục lạc giác quan gây ra. Trong lúc người bộ tộc này làm việc, cố gắng nỗ lực cần cù như vậy, nếu tài sản không đến với người ấy sẽ buồn rầu, đau khổ, than vãn, khóc lóc đấm ngực, ngay dại kêu gào. Nỗ lực của ta thật vô ích, công lao động của ta không có kết quả. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biến khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. Nếu người bộ tộc trong lúc cố gắng nỗ lực làm việc, cần cù như vậy, tài sản đến với người ấy trải nghiệm đau đớn và buồn khổ khi bảo vệ tài sản này. Làm sao các vua chúa hay kẻ trộm không chiếm đoạt tài sản của ta? Lửa không làm cháy, nước không cuốn trôi, hay các kẻ thừa kế đáng ghét không cướp đoạt? Và trong khi người ấy bảo vệ và canh giữ tài sản của mình, vua và kẻ trộm vẫn tìm cách chiếm đoạt chúng, hay lửa thiêu cháy, hay nước cuốn trôi, hay những kẻ thừa kế đáng ghét vẫn chiếm đoạt chúng, và người ấy sẽ buồn rầu, đau khổ, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, ngây dại, kêu gào: ta đã mất hết tài sản rồi. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biến khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân, vua chúa tranh chấp với vua chúa, sát đế lỵ tranh chấp với sát đế lỵ, Bà La Môn tranh chấp với Bà La Môn, gia chủ tranh chấp với gia chủ, mẹ tranh chấp với con tranh chấp với mẹ, cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, anh em tranh chấp với anh em tranh chấp với chị em tranh chấp với anh em, bạn bè tranh chấp với bạn bè. Và ở đây, trong các cuộc tranh chấp, xung đột, tranh cãi, họ tấn công nhau bằng tay đấm, đá, gậy hay dao, do đó đã gây nên chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân, đàn ông dùng kiếm và lá chắn và đeo cung tên, họ dàn trận hai bên với tên bay và kiếm vung lên lóe sáng nhắm vào nhau, và họ bị cung tên gây thương tích, rồi họ chặt đầu nhau bằng kiếm, từ đó gây nên chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân, đàn ông dùng kiếm và lá chắn và đeo cung tên, họ công phá những thành lũy trơn tuột với tên bay và kiếm vung lên lóe sáng nhắm vào nhau, họ bị cung tên gây thương tích,
và bị đổ nước sôi tung tóe và bị chà đạp bằng đá tảng, rồi họ chặt đầu nhau bằng kiếm, từ đó gây nên chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong đời sống hiện tại. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân, đàn ông đột nhập nhà cửa, cướp đoạt tài sản, phạm tội trộm cắp, phục kích các xa lộ, dụ dỗ vợ người khác, và khi họ bị bắt, các vua chúa có nhiều loại nhục hình để trừng phạt họ, từ đó gây nên chết chóc hay đau đớn gần như chết. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. Lại nữa, do dục lạc giác quan làm nguyên nhân, con người buông lung trong hành động sai trái về thân, khẩu và ý. Do đã làm những hành động sai trái ấy, vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, họ sẽ bị tái sanh vào những cõi dữ, đọa xứ, cõi thấp kém hay địa ngục. Như vậy, đây là sự nguy hại thuộc các dục lạc giác quan, là một biển khổ thấy rõ ràng ở trong đời tương lai. Do dục lạc giác quan là nguyên nhân, là nguồn gốc, là nền tảng, tất cả là do dục lạc giác quan gây ra. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự vượt thoát đối với các dục lạc giác quan? Đó chính là sự diệt trừ khao khát thèm muốn, từ bỏ khao khát thèm muốn thuộc về dục lạc giác quan. Đây là sự vượt thoát đối với các dục lạc giác quan. Các sa môn bà la môn nào không hiểu biết đúng như thật, vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là vượt thoát đối với các dục lạc giác quan, thì những vị này tự thân không thể hiểu được đầy đủ các dục lạc ấy, và cũng không thể chỉ dẫn cho người khác, để cho họ cũng có thể hiểu biết về các dục lạc giác quan. Điều đó không thể xảy ra. Các sa môn bà la môn nào hiểu biết đúng như thật, vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là vượt thoát, đối với các dục lạc giác quan, thì những vị này tự thân có thể hiểu được đầy đủ các dục lạc ấy, và cũng có thể chỉ dẫn cho người khác, để cho họ cũng được hiểu biết về các dục lạc giác quan. Điều đó có thể xảy ra. Sắc. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt thuộc sắc pháp? Giả sử có một thiếu nữ thuộc giai cấp sát đế lỵ hay bà la môn hay gia chủ, vào độ tuổi 15-16, không quá cao hay quá thấp, không quá gầy hay quá mập, da không đen quá hay trắng quá, có phải nhan sắc và nét yêu kiều của nàng đang vào giai đoạn tột đỉnh? Thưa vâng bạch Thế Tôn, vậy thì niềm thích thú và hoan hỷ phát sinh từ nhan sắc và nét yêu kiều ấy là vị ngọt thuộc sắc pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự nguy hại thuộc sắc pháp? Một thời gian sau, người ta có thể thấy người phụ nữ ấy bây giờ đã 80, 90 hay 100 tuổi, già lão, cong như nóc nhà, lưng gập xuống, phải chống gậy, run rẩy, yếu ớt, tuổi trẻ không còn nữa, răng rụng, tóc bạc, tóc lưa thưa, đầu sói, da nhăn nheo, tay chân đầy vết nám. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa nay đã biến mất và sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? Thưa vâng bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, đây là sự nguy hại thuộc về sắc pháp. Lại nữa, người ta có thể thấy người phụ nữ ấy bị đau đớn, bệnh nặng, hôi hám, nằm ngay trên nước tiểu và phân của bà, phải nhờ người này nâng lên, người kia đỡ xuống. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào?
Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa nay đã biến mất và sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? Thưa vân bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, đây cũng là sự nguy hại thuộc về sắc pháp. Lại nữa, người ta có thể thấy thi thể người phụ nữ ấy bị quăng vào nghĩa địa, đã chết 1, 2 hay 3 ngày. Thi thể trương phồng lên, xanh xám và thối rữa. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa nay đã biến mất và sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? Thưa vân bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, đây cũng là sự nguy hại thuộc về sắc pháp. Lại nữa, người ta có thể thấy thi thể người phụ nữ ấy bị quăng vào nghĩa địa, bị xâu xé bởi các loài quạ, diều hâu, kền kền, chó, dã can hay đủ loại côn trùng, một bộ xương dính thịt và máu với các đường gân kết nối, một bộ xương không còn thịt và máu với các đường gân kết nối, các khúc xương rời rạc, rải rác khắp nơi. Đây là xương tay, kìa là xương chân, đây là xương bắp đùi, đây là xương sườn, đây là xương hông, đây là xương lưng, đây là chiếc sọ, các khúc xương trắng héo màu vỏ sò, các khúc xương trồng chất lên nhau, các khúc xương cũ hơn 1 năm bắt đầu mục và nát ra thành bụi. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Có phải nhan sắc và nét yêu kiều ngày xưa nay đã biến mất và sự nguy hại đã trở nên rõ ràng? Thưa vân bạch Thế Tôn, này các tỳ kheo, đây cũng là sự nguy hại thuộc về sắc pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự vượt thoát thuộc sắc pháp? Đó chính là sự diệt trừ khao khát thèm muốn, từ bỏ khao khát thèm muốn thuộc về sắc pháp. Đây là sự vượt thoát đối với các dục lạc giác quan. Các sa môn, bà la môn nào không hiểu biết đúng như thật, vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là vượt thoát. Đối với các sắc pháp, thì những vị này tự thân không thể hiểu được đầy đủ các sắc pháp và cũng không thể chỉ dẫn cho người khác để cho họ cũng có thể hiểu biết về các sắc pháp. Điều đó không thể xảy ra. Các sa môn, bà la môn nào hiểu biết đúng như thật, vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là vượt thoát. Đối với các sắc pháp, thì những vị này tự thân có thể hiểu được đầy đủ các sắc pháp ấy, và cũng có thể chỉ dẫn cho người khác, để cho họ cũng được hiểu biết về các sắc pháp. Điều đó có thể xảy ra. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt thuộc cảm thọ? Ở đây này các tỳ kheo, một tỳ kheo hoàn toàn xa lánh các dục lạc giác quan, xa lánh các pháp bất thiện, chứng và chú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc khởi sinh do xa lánh các dục, vẫn còn tầm và tứ. Trong lúc ấy, vị tỳ kheo không nghĩ đến việc làm hại mình, hại người hay là hại cả hai. Trong lúc ấy, vị này chỉ có cảm thọ vô hại. Ta nói rằng vị ngọt tối thượng thuộc về cảm thọ chính là cảm thọ vô hại. Lại nữa, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, với sự tàn lụi của hỷ, vị ấy chứng và trú tam thiền, với sự xả bỏ, lạc và khổ, vị ấy chứng và trú tứ thiền. Trong lúc ấy, vị tỳ kheo không nghĩ đến việc làm hại mình, hại người hay là hại cả hai. Trong lúc ấy, vị này chỉ có cảm thọ vô hại. Ta nói rằng vị ngọt tối thượng thuộc về cảm thọ chính là cảm thọ vô hại. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự nguy hại thuộc cảm thọ? Cảm thọ là vô thường, khổ, phải chịu sự biến hoại. Đây là sự nguy hại thuộc về cảm thọ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự vượt thoát thuộc cảm thọ? Đó chính là sự diệt trừ khao khát thèm muốn, từ bỏ khao khát thèm muốn thuộc về cảm thọ.
Đây là sự vượt thoát đối với các cảm thọ. Các sa môn, bà la môn nào không hiểu biết đúng như thật, vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là vượt thoát đối với các cảm thọ, thì những vị này tự thân không thể hiểu được đầy đủ các cảm thọ và cũng không thể chỉ dẫn cho người khác để cho họ cũng có thể hiểu biết về các cảm thọ. Điều đó không thể xảy ra. Các sa môn, bà la môn nào hiểu biết đúng như thật, vị ngọt là vị ngọt, sự nguy hại là nguy hại, sự vượt thoát là vượt thoát đối với các cảm thọ, thì những vị này tự thân có thể hiểu được đầy đủ các cảm thọ ấy và cũng có thể chỉ dẫn cho người khác để cho họ cũng được hiểu biết về các cảm thọ. Điều đó có thể xảy ra. Đây là những gì Thế Tôn đã dạy. Các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Những cạm bẫy của dục lạc, cắt đứt mọi chuyện thế tục. Gia chủ Bồ Tát Ly Gia bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào là cắt đứt mọi chuyện thế tục trong giới luật của Bậc Thánh một cách toàn bộ và toàn diện? Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn giảng cho con nghe thế nào là cắt đứt mọi chuyện thế tục trong giới luật của Bậc Thánh một cách toàn bộ và toàn diện. Này gia chủ, vậy thì hãy chú tâm lắng nghe những gì ta sẽ giảng. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Gia chủ Bồ Tát Ly Gia vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này gia chủ, giả sử một con chó đói lả, suy yếu đang chờ trước một tiệm bán thịt, rồi một người bán thịt khéo tay hay thợ học việc của ông ta quăng cho con chó một khúc xương khéo lóc, lóc sạch, không còn chút thịt nào, chỉ còn dính máu. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Con chó ấy có qua khỏi cơn đói lả và suy nhược bằng cách gặm khúc xương khéo lóc, lóc sạch, không còn chút thịt nào, chỉ còn dính máu? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì đó là một khúc xương khéo lóc, lóc sạch, không còn chút thịt nào, chỉ còn dính máu. Cuối cùng, con chó sẽ chỉ chuốc lấy sự mệt mỏi và thất vọng. Cũng vậy, này gia chủ, một vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã dạy rằng các dục lạc giác quan được ví như một khúc xương, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí, vị ấy từ bỏ loại xả đa dạng, dựa trên sự đa dạng và phát triển loại xã hợp nhất. Dựa trên sự hợp nhất, ở đó mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn toàn, không còn dấu vết. Này gia chủ, giả sử có một con chim kên kên, một con diều hâu hay một con chim ưng chụp được một miếng thịt và bay bổng đi, và rồi những con chim kên kên, diều hâu và chim ưng khác bay đuổi theo nó và chụp giật và mổ nát miếng thịt. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên kên, diều hâu, chim ưng ấy không nhanh chóng bỏ miếng thịt ra, thì nó có thể chết hoặc đau đớn gần như chết, phải không? Thưa đúng vậy, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này gia chủ, một vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã dạy rằng các dục lạc giác quan được ví như một miếng thịt, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí, mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn toàn, không còn dấu vết. Này gia chủ, giả sử có một người cầm một bó đuốc cỏ đang rực cháy đi ngược chiều gió. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu người ấy không nhanh chóng vứt bỏ bó đuốc, thì bó đuốc cỏ đang rực cháy ấy
sẽ đốt cháy bàn tay hay cánh tay hay vài phần khác của cơ thể anh ta. Do đó, anh ta có thể chết hay đau đớn gần như chết, phải không? Thưa đúng vậy, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này gia chủ, một vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã dạy rằng các dục lạc giác quan được ví như một bó đuốc đang rực cháy, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng. Trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí, mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn toàn, không còn dấu vết. Này gia chủ, giả sử có một hố than sâu hơn thân người, đầy cả than đang hừng cháy, không có ngọn lửa hay khói. Rồi có một người đi đến, người này muốn sống, không muốn chết, muốn hưởng lạc thú và tránh né đau khổ. Và có hai lực sĩ đến nắm hai cánh tay của anh này và kéo anh ta về phía hố than đang hừng cháy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người đàn ông ấy có vùng vẫy thân hình qua phía này phía kia để tránh né không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì người ấy biết rằng nếu anh ta rơi vào hố than rừng cháy ấy, anh ta sẽ chết hay đau đớn gần như chết. Cũng vậy này gia chủ, một vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã dạy rằng các dục lạc giác quan được ví như một hố than đang hừng cháy, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng. Trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí, mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn toàn, không còn dấu vết. Này gia chủ, giả sử có một người nằm mộng thấy những công viên xinh đẹp, khu rừng xinh đẹp, đồng cỏ xinh đẹp, hồ nước xinh đẹp. Đến khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này gia chủ. Một vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã dạy rằng, các dục lạc giác quan được ví như một giấc mộng. Chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng. Trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí, mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ, hoàn toàn không còn dấu vết. Này gia chủ, giả sử có một người vay mượn tài vật, một chiếc xe sang trọng và các bông tai trang sức đẹp đẽ, và người này đi vào chợ, thân hình mang đầy những đồ vật vay mượn ấy. Rồi nhiều người thấy ông ta sẽ nói: các ông bà hãy xem kìa, đó là một người giàu sang. Người giàu sang hưởng thụ như thế đấy. Rồi những người chủ nợ khi gặp anh ta sẽ đòi lại của cải tài vật của họ. Này gia chủ, như vậy có đủ làm cho người đàn ông ấy cảm thấy bị đau buồn, thất vọng không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì những chủ nợ đã đòi lại tài vật của họ. Cũng vậy này gia chủ, một vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã dạy rằng các dục lạc giác quan được ví như tài vật vay mượn. Chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng. Trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí, mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn toàn, không còn dấu vết. Này gia chủ, giả sử tại một khu rừng rậm cách thôn làng không xa có một cây nặng triệu quả, không có quả nào rơi xuống đất. Rồi có một người cần trái cây, đang đi tìm trái cây, lang thang tìm kiếm trái cây. Người ấy đi vào khu rừng và trông thấy cây nặng triệu quả. Người ấy nghĩ: cây này nặng triệu quả nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Ta biết leo, vậy ta hãy leo lên cây này, ăn thỏa thích rồi hái đầy túi mang về. Và người ấy làm đúng như vậy. Rồi có một người thứ hai cần trái cây, đang đi tìm trái cây, lang thang tìm kiếm trái cây và đem theo một cái búa sắc bén. Người này cũng đi vào khu rừng và trông thấy cây nặng triệu quả. Người này nghĩ: cây này nặng triệu quả nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Ta không biết leo, vậy thì ta hãy đốn ngã cây này tận gốc, hái ăn cho thỏa thích và chất đầy túi mang về.
và người này làm đúng như vậy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người thứ nhất đã leo lên cây, nếu không nhanh chóng leo xuống thì khi cây bị đốn ngã, ông ta sẽ bị gãy tay hay chân hay những phần khác của cơ thể. Do đó ông ta có thể chết hoặc đau đớn gần như chết, có phải không? Thưa đúng vậy bạch Thế Tôn. Cũng vậy này gia chủ, một vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Thế Tôn đã dạy rằng các dục lạc giác quan được ví như trái trên cây, chúng mang lại nhiều khổ đau, nhiều thất vọng, trong lúc sự nguy hiểm của chúng lại càng nhiều hơn nữa. Sau khi đã thấy đúng như thật với chánh trí, vị ấy từ bỏ loại xả đa dạng dựa trên sự đa dạng và phát triển loại xả hợp nhất dựa trên sự hợp nhất. Ở đó mọi sự bám chấp với thế gian đều được loại trừ hoàn toàn, không còn dấu vết. 2. Cơn sốt dục lạc. Này Magandhya, thổ xưa, khi ta còn sống đời tại gia, ta được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng thọ năm dục, với sắc do mắt nhận biết, với thanh do tai nhận biết, với hương do mũi nhận biết, với vị do lưỡi nhận biết, với các đối tượng xúc chạm do thân nhận biết, là đáng mong cầu, đáng ao ước, dễ chịu, đáng yêu, liên hệ đến dục lạc giác quan và khêu gợi sự thèm khát. Ta có ba lâu đài, một cho mùa mưa, một cho mùa đông và một cho mùa hè. Ta sống trong lâu đài mùa mưa trong 4 tháng mùa mưa, vui thú thọ hưởng âm nhạc với các nữ nhạc công, và ta không bước xuống lâu đài phía dưới. Một thời gian sau, ta đã hiểu được như thật nguồn gốc sinh khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt thoát các dục lạc giác quan. Ta từ bỏ lòng khao khát các dục lạc, ta đoạn trừ cơn sốt dục lạc và ta an trú với nội tâm an tịnh không còn khao khát. Ta thấy những người khác chưa thoát khỏi thèm khát dục lạc, đang bị xâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang cháy bỏng với cơn sốt dục lạc, đang buông lung phóng dật trong dục lạc. Và ta không ao ước được như họ, cũng như không còn ham thích dục lạc. Vì sao? Bởi vì, này Magandhya, có một niềm hỷ lạc xa lìa các dục lạc giác quan, xa lìa các pháp bất thiện, vượt qua cả những hỷ lạc siêu phàm. Từ khi ta an trú trong niềm hỷ lạc ấy, ta không còn ao ước những gì thấp kém hơn và cũng không ham thích chúng. Này Magandhya, giả sử có một gia chủ hay con của gia chủ giàu sang, sung túc, nhiều tài sản, được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng thọ năm dục. Người ấy có thể thọ hưởng sắc do mắt nhận biết, với thanh do tai nhận biết, với hương do mũi nhận biết, với vị do lưỡi nhận biết, với các đối tượng xúc chạm do thân nhận biết là đáng mong cầu, đáng ao ước, dễ chịu, đáng yêu, liên hệ đến dục lạc giác quan và khêu gợi sự thèm khát. Người ấy sau khi đã hành động thiện lành với thân, khẩu, ý vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy có thể tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp, vào thiên giới, cùng chung sống với chư thiên ở cõi trời 33. Ở đó, vị này được thiên nữ vây quanh trong rừng Nandana. Vị ấy được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng thọ năm dục siêu phàm của thiên giới. Giả sử vị này thấy một gia chủ hay con của gia chủ được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng thọ năm dục của thế gian, này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Vị thiên trẻ tuổi ấy được các thiên nữ vây quanh trong rừng Nandana, được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng thọ năm dục siêu phàm của thiên giới, vị thiên ấy có ao ước hay ham thích được thọ hưởng năm dục thế gian như người gia chủ hay con trai người gia chủ kia không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì các dục của cõi thiên là tuyệt vời và diệu kỳ hơn các dục của thế gian. Cũng vậy, này Magandhya, thuở xưa khi ta còn sống đời tại gia, ta được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng thọ năm dục,
với sắc do mắt nhận biết, với thanh do tai nhận biết, với hương do mũi nhận biết, với vị do lưỡi nhận biết, với các đối tượng xúc chạm do thân nhận biết, là đáng mong cầu, đáng ao ước, dễ chịu, đáng yêu, liên hệ đến nhục lạc giác quan và khêu gợi sự thèm khát. Một thời gian sau, ta đã hiểu được như thật nguồn gốc sinh khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt thoát các dục lạc giác quan. Ta từ bỏ lòng khao khát các dục lạc giác quan, ta đoạn trừ cơn sốt dục lạc giác quan, và ta an trú với nội tâm an tịnh không còn khao khát. Ta thấy những người khác chưa thoát khỏi thèm khát dục lạc, đang bị xâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang cháy bỏng với cơn sốt dục lạc, đang buông lung phóng dật trong dục lạc, và ta không ao ước được như họ, cũng như không còn ham thích dục lạc. Vì sao vậy? Bởi vì này Magandhya, có một niềm hỷ lạc xa lìa các dục lạc giác quan, xa lìa các pháp bất thiện, vượt qua cả những hỷ lạc siêu phàm. Từ khi ta an trú trong niềm hỷ lạc ấy, ta không còn ao ước những gì thấp kém hơn và cũng không ham thích chúng. Này Magandhya, giả sử có một người cùi với những vết đau lở lói trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào rách miệng các vết lở, hơ đốt thân mình trên hố than thần cháy, rồi bạn bè, bà con thân quyến đưa một y sĩ đến chữa bệnh cho anh ta, vì y sĩ chế thuốc cho anh ta, và nhờ thuốc ấy anh ta được chữa lành khỏi bệnh cùi, và anh ta được khỏe mạnh, an vui, độc lập, tự làm chủ mình, có thể đi bất cứ nơi nào anh ta muốn. Rồi anh ấy thấy một người cùi khác với những vết đau lở lói trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào rách miệng các vết lở, hơ đốt thân mình trên hố than hừng cháy. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Anh ấy có ao ước được như người cùi kia để có hố than hừng hay những vị thuốc mà người cùi kia được dùng? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao vậy? Bởi vì khi có bệnh thì cần phải dùng thuốc, và khi không có bệnh thì không cần dùng thuốc. Cũng vậy, này Magandhya, thuở xưa, khi ta còn sống đời tại gia, ta được cung cấp đầy đủ và sung mãn để hưởng thọ năm dục, với sắc do mắt nhận biết, với thanh do tai nhận biết, với hương do mũi nhận biết, với vị do lưỡi nhận biết, với các đối tượng xúc chạm do thân nhận biết, là đáng mong cầu, đáng ao ước, dễ chịu, đáng yêu. Liên hệ đến các dục lạc giác quan và khêu gợi sự thèm khát. Một thời gian sau, ta đã hiểu được như thật nguồn gốc sinh khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự vượt thoát các dục lạc giác quan. Ta từ bỏ lòng khao khát các dục lạc, ta đoạn trừ cơn sốt dục lạc, và ta an trú với nội tâm thanh tịnh không còn khao khát. Ta thấy những người khác vẫn chưa thoát khỏi thèm khát dục lạc, đang bị xâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang cháy bỏng với cơn sốt dục lạc, đang buông lung phóng dật trong dục lạc, và ta không ao ước được như họ, cũng như không còn ham thích dục lạc. Vì sao vậy? Bởi vì, này Magandhya, có một niềm hỷ lạc xa lìa các dục lạc giác quan, xa lìa các pháp bất thiện, vượt qua tất cả những hỷ lạc siêu phàm. Từ khi ta an trú trong niềm hỷ lạc ấy, ta không còn ao ước những gì thấp kém hơn và cũng không ham thích chúng. Này Magandhya, giả sử có một người cùi với những vết đau lở lói trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào rách miệng các vết lở, hơ đốt thân mình trên hố than hừng cháy. Rồi bạn bè, bà con thân quyến đưa một y sĩ đến chữa bệnh cho anh ta, vị y sĩ chế thuốc cho anh ta, và nhờ thuốc ấy, anh ta được chữa lành khỏi bệnh cùi, và anh ta được khỏe mạnh, an vui, độc lập, tự làm chủ mình, có thể đi bất cứ nơi nào anh ta muốn. Rồi có hai người lực sĩ đến nắm hai cánh tay của anh này và kéo anh ta về phía hố than đang hừng cháy.
Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Anh ấy có vùng vẫy thân hình qua phía này, phía kia để tránh né không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì chạm phải ngọn lửa ấy quả thật đau đớn, nóng và cháy bỏng. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ bây giờ chạm phải ngọn lửa ấy quả thật đau đớn, nóng và cháy bỏng, hay trước kia chạm phải ngọn lửa ấy cũng đau đớn, nóng và cháy bỏng? Bạch Thế Tôn, bây giờ chạm phải ngọn lửa ấy quả thật đau đớn, nóng và cháy bỏng, và trước kia chạm phải ngọn lửa ấy cũng đau đớn, nóng và cháy bỏng. Vì khi người cùi với những vết đau lở ló trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào rách miệng các vết lở, các căn của anh ta bị khuyết tật. Vì thế, mặc dù chạm phải ngọn lửa, quả thật rất đau đớn, nóng và cháy bỏng, anh ta có một nhận thức sai lầm rằng ngọn lửa ấy là dễ chịu. Cũng vậy này Magandhya, trong quá khứ, xúc chạm với các dục là đau đớn, nóng và cháy bỏng. Trong tương lai, xúc chạm với các dục là đau đớn, nóng và cháy bỏng. Và bây giờ trong hiện tại, xúc chạm với các dục là đau đớn, nóng và cháy bỏng. Nhưng những người này chưa thoát khỏi thèm khát dục lạc, đang bị sâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang bị cháy bỏng với cơn sốt dục lạc, các căn của họ bị khuyết tật. Vì thế, mặc dù xúc chạm với các dục quả thật rất đau đớn, nóng và cháy bỏng, họ có một nhận thức sai lầm rằng các dục là dễ chịu. Này Magandhya, giả sử có một người cùi với những vết đau lở ló trên chân tay, bị sâu bọ đục khoét, dùng móng tay cào rách miệng các vết lở, hơ đốt thân mình trên hố than hừng cháy. Anh ta càng cào rách các vết lở trên thân hình, các miệng trên vết lở ấy càng hôi hám, thối tha và càng bị nhiễm trùng. Tuy vậy, anh ta vẫn cảm thấy một mức độ hài lòng, thích thú khi cào rách miệng các vết lở. Cũng vậy, này Magandhya, những người chưa thoát khỏi thèm khát dục lạc, đang bị sâu xé bởi lòng thèm khát dục lạc, đang bị cháy bỏng với cơn sốt dục lạc, đang buông lung phóng dục trong dục lạc, càng buông lung phóng dật trong các dục lạc. Lòng khao khát của họ lại càng gia tăng, và họ càng bị thiêu đốt bởi cơn sốt dục lạc. Tuy vậy, họ tìm thấy một mức độ thỏa mãn thích thú nào đó trong việc theo đuổi năm dục lạc giác quan. 5. Đời sống là ngắn ngủi và phù du. Này các tỳ kheo, thuở xưa có một đạo sư tên là Araka, người đã thoát ly khỏi sự thèm khát dục vọng. Đạo sư này có hàng trăm đệ tử, và sau đây là giáo lý vị này đã dạy cho đệ tử. Này các bà la môn, đời sống con người thật ngắn ngủi, giới hạn và phù du, đầy cả khổ đau, đầy cả phiền não. Điều này con người phải khéo hiểu. Con người phải làm điều thiện và sống đời thanh tịnh, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Cũng giống như một giọt sương trên đầu ngọn cỏ sẽ mau chóng tan biến khi mặt trời mọc và sẽ không kéo dài được lâu. Cũng vậy này các bà la môn, đời sống con người cũng giống như giọt sương. Đời sống ấy thật ngắn ngủi, giới hạn và phù du, đầy cả khổ đau, đầy cả phiền não. Điều này con người phải khéo hiểu. Con người phải làm điều thiện và sống đời thanh tịnh, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Cũng như khi trời mưa nặng hạt, bong bóng hiện ra trên mặt nước sẽ nhanh chóng biến mất và sẽ không kéo dài được lâu. Cũng vậy, này các bà la môn, đời sống con người cũng giống như bong bóng nước. Đời sống ấy thật ngắn ngủi, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Cũng giống như một đường kẻ vạch trên mặt nước bằng cây gậy sẽ biến mất nhanh chóng và không tồn tại được lâu. Cũng vậy, này các bà la môn, đời sống con người cũng giống như một đường kẻ vạch trên mặt nước. Đời sống ấy thật ngắn ngủi, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Cũng giống như một dòng suối trên núi chảy xuống từ xa,
dòng nước chảy nhanh, mang theo nhiều rác rến. Sẽ không dừng nghỉ một chốc lát, một giây, một sát na, nhưng sẽ cuồn cuộn chảy tới. Cũng vậy, này các bà La Môn, đời sống con người cũng giống như dòng suối trên núi chảy xuống, đời sống ấy thật ngắn ngủi, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Cũng giống như một người lực sĩ dùng một cục nước miếng vào đầu lưỡi và nhổ ra dễ dàng. Cũng vậy, này các bà La Môn, đời sống của con người cũng giống như một cục nước miếng, đời sống ấy thật ngắn ngủi, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Cũng giống như một miếng thịt được quăng vào chảo sắt đun nóng cả ngày, thì nhanh chóng bị cháy đen và không tồn tại được lâu. Cũng vậy, này các bà La Môn, đời sống con người cũng giống như miếng thịt này, đời sống ấy thật ngắn ngủi, vì không có ai sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Cũng giống như một con bò sắp bị giết đang được dắt đến một lò mổ thịt. Mỗi bước chân con bò cất lên làm mỗi bước nó tiến gần đến lò mổ thịt. Cũng vậy, này các bà La Môn, đời sống con người giống như con bò sắp bị giết, đời sống ấy thật ngắn ngủi, giới hạn và phù du, đầy cả khổ đau, đầy cả phiền não. Điều này con người phải khéo hiểu, con người phải làm điều thiện và sống đời thanh tịnh, vì không có ai đã sinh ra mà thoát khỏi cái chết. Nhưng vào thời đó, này các tỳ kheo, tuổi thọ con người là 60.000 năm, và vào tuổi 500, các cô gái đã chuẩn bị kết hôn. Lúc bấy giờ, con người chỉ có 6 loại khổ não, đó chính là lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện và tiểu tiện. Mặc dù con người sống lâu như vậy và ít khổ não như vậy, đạo sư Araka vẫn dạy đệ tử của ông rằng đời sống con người thật ngắn ngủi, giới hạn và phù du, đầy cả khổ đau, đầy cả phiền não. Điều này con người phải khéo hiểu, con người phải làm điều thiện và sống đời thanh tịnh. Vì ngày nay, ai sống thọ sẽ sống được 100 tuổi, hoặc hơn một chút, và khi sống được 100 tuổi, đó chỉ là 300 mùa, 100 mùa đông, 100 mùa hè, và 100 mùa mưa. Khi sống 300 mùa, đó chỉ là 1.200 tháng, 400 tháng mùa đông, 400 tháng mùa hè, và 400 tháng mùa mưa. Khi sống được 1.200 tháng, đó chỉ là 2.400 nửa tháng, 800 nửa tháng mùa đông, 800 nửa tháng mùa hè, và 800 nửa tháng mùa mưa. Và khi sống được 2.400 nửa tháng, đó chỉ là 36.000 ngày, 12.000 ngày mùa đông, 12.000 ngày mùa hè, 12.000 ngày mùa mưa. Và khi sống 36.000 ngày, người ấy chỉ ăn 72.000 bữa ăn, 24.000 bữa ăn vào mùa đông, 24.000 bữa ăn vào mùa hè, và 24.000 bữa ăn vào mùa mưa. Đây bao gồm thời gian bú sữa mẹ và thời gian không ăn bữa nào. Đây là thời gian không ăn bữa nào, khi người ấy bị kích động giận dữ, bị đau khổ hay bệnh tật, vào ngày trai giới hay lúc không có thực phẩm để ăn. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã tính tuổi thọ của một người sống lâu đến 100 tuổi, giới hạn của tuổi thọ ông ta, số mùa, năm, tháng và nửa tháng, đêm và ngày, các bữa ăn và những lúc không ăn gì cả. Bất cứ những gì bậc đạo sư có lòng từ bi, xuất phát từ lòng từ bi, nên làm vì lợi lạc của đệ tử, thì ta đã làm cho các ông. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là các gốc trống trải. Này các tỳ kheo, hãy hành thiền, đừng sao lãng, nếu không các ông sẽ hối tiếc sau này. Đây là lời giáo huấn của ta cho các ông.